Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì hôm nay tôi cũng nhận được hai viên pin Acer này. Thì tôi đã làm một viên rồi, còn một viên thì lát nữa tôi sẽ làm và quay chi tiết cho quý vị xem. Thì viên pin Acer này thì nó cũng giống như những viên pin khác. Thì những viên pin dạng như này thì tôi sẽ gọi là pin lệch hoặc là pin xéo. Và những quả pin xéo này thì khá là khó đóng và mất nhiều thời gian. Và đây là viên pin Sony, nó cũng là pin xéo, pin Sony cũng khó đóng và thậm chí là chạy phần mềm cũng rất là phức tạp. Ở đây là hai viên pin Sony này, thì quý vị thấy rằng là BPS26 và BPS22, cái độ lệch của 6 viên pin này nó khác nhau. Đấy, đóng rất là phức tạp, viên nọ không đóng được cho viên kia. Rồi thì bây giờ quay trở lại với lại viên pin Acer. Thì đây là viên pin mà tôi đã đóng xong rồi. Thì viên pin xéo này đã khó đóng rồi, nhưng mà khi đóng phải rất là chuẩn. Thứ nhất là phải đều hai mép này khi vào khối. Thứ hai là cái phần cách điện, cách nhiệt phải rất là tốt để cho nó không chạm vào nhau. Thì viên pin này tôi đã đóng rồi, bây giờ thì tôi sẽ mở ra để cho quý vị xem. Đây, quý vị có thể thấy là cái phần này tôi đã cách điện rất là kỹ ở các cái mối hàn, mối nối. Thì ở viên pin mà tôi vừa mới đóng xong thì anh khách có yêu cầu là đóng về zin, có nghĩa là bằng 4.400 mAh. Thì tôi sẽ đóng pin EV có dung lượng là 2.200 nhân đôi là 4.400. Thì viên pin này là như zin mới luôn nha quý vị. Còn ở viên pin tiếp theo thì anh khách bảo là đóng cao hết cỡ, thì tôi sẽ chọn 6 viên LG MH1 có dung lượng là 3.000. Như vậy là sau khi đóng xong thì nó sẽ lên là 6.000 mAh. Rồi thì bây giờ tôi sẽ tiến hành vào khối 6 sao pin MH1 này. Vâng, thưa quý vị, đầu tiên thì tôi sẽ dán cách điện, cách nhiệt vào phần đầu của các viên pin. Đấy, tiếp theo thì tôi sẽ bóc viên pin này ra. Thì đây là một phần viên pin zin. Thì bây giờ tôi sẽ tách cái mạch này ra khỏi cái khối pin. Đây rồi thưa quý vị, đây là phần mạch sau khi mà đã tách ra khỏi khối pin. Thì tôi sẽ tạm để phần mạch sang bên này. Và để kết nối 6 sao pin LG này vào một khối giống như thế này, thì đầu tiên là tôi sẽ tách 6 viên pin. Tiếp theo là tôi sẽ dùng một cái thước để tôi đo cái khoảng cách cũng như là độ dài của kẽm. Ở đây tôi đo được là 4,5 cm. Sau đó thì tôi sẽ đo chừng chừng cái phần kẽm này, tôi lấy dài hơn một chút. Đấy, chỗ cái phần này thì tôi sẽ đo kẽm dài gấp đôi luôn. Vâng, thưa quý vị, trước tiên thì tôi đã hàn một đầu vào viên pin. Và viên pin tiếp theo thì tôi sẽ dùng cái thước mà tôi đã lấy cữ từ trước đó, tôi đo cái khoảng cách. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ hàn đúng cái vị trí này. Đấy rồi, sau khi hàn xong thì nó sẽ như thế này. Tiếp theo thì tôi sẽ hàn cái phần phía dưới. Nhưng mà ở đây thì quý vị lưu ý rằng là cái phần pin cũ này thì nó sẽ nối ở cái chỗ này. Nhưng mà cái viên pin mới thì tôi sẽ cho nối ở phía trên, để lát nó còn hàn hai phía đuôi nữa. Thì nếu như mà quý vị hàn giống như viên pin cũ thì lát nữa nó sẽ gập như thế này, thì quý vị sẽ không thể hàn tiếp theo được hai viên sau. Đây rồi thưa quý vị, tôi đã hàn xong cặp cell thứ nhất và tôi ướm thước vào thì nó vừa y luôn nhé. Thì tại cái chỗ này tôi sẽ gập lại và tôi để thành một cái đầu như thế này. Vâng, đây rồi thưa quý vị, đây là hai cặp cell mà tôi vừa với hàn xong kẽm. Tiếp theo thì tôi sẽ hàn luôn hai cái cell này vào. Thì hai cái cell lẻ này nó sẽ nằm hai đầu dương vào với nhau và nó sẽ kết nối với khối pin như thế này. Rồi thưa quý vị, đây là 6 cell pin mà sau khi tôi đã vào khối. Thì bây giờ tôi sẽ xếp nó tương đương với lại khối pin cũ. Đầu tiên thì tôi sẽ dán các cell pin này liền lại với nhau. Sau khi dán xong hai bên thì quý vị đã nhìn thấy là cái khối ở dưới này nó đã chắc chắn hơn. Tiếp theo thì tôi sẽ dán lớp cách điện, cách nhiệt đầu tiên vào cái phần này. Đây, tôi sẽ xẻ rãnh. Tiếp theo là tôi lại dán lớp cách điện, cách nhiệt thứ hai trên suốt chiều dài của cái khối pin phía dưới này luôn. Và bây giờ thì tôi cũng sẽ dán hai khối bên trên này lại.
Thì ở phía dưới tôi đã dán hai lớp cách điện cách nhiệt. Bởi vì là khi mà cái viên pin nằm như thế này này thì phía trên đây là đầu dương và phía thân của pin là đầu âm, và cái kẽm này nó sẽ cọ vào cái phần này, nó cũng không an toàn, cho nên là tôi đã dán rất là kỹ hai lớp để phòng khi mà nó bị rách lớp này thì còn có lớp kia. Vâng, thưa quý vị, đây là khối pin mà tôi đã ghép xong. Đây, mời quý vị xem qua. Đấy, toàn bộ nó như thế này. Rồi thì bây giờ tôi sẽ gắn cái mạch này vào cái khối pin này. Và trước khi gắn mạch thì tôi sẽ xử lý cái phần cầu chì ở đây. Thì đầu tiên là tôi sẽ loại bỏ cái phần bên ngoài của cầu chì. Vâng, đây là phần cầu chì mà tôi vừa mới đấu lại xong. Thì bây giờ tôi sẽ tráng thiếc cho tất cả các cái râu pin này trước khi kết nối mạch vào với khối pin. Và cái phần này thì tôi cũng dán cách điện cách nhiệt hai lớp. Cái viên pin này mất thời gian rất là nhiều, bởi vì là chúng ta phải làm kỹ thì nó mới an toàn quý vị ạ. Tại điểm này thì tôi sẽ dán một cái lớp này cho nó dày và chắc. Thì đây, khi hạ cái phần này xuống nó sẽ nằm ở đây luôn. Đây, cái phần kẽm này thì tôi cũng sẽ dán cách điện cách nhiệt đảm bảo an toàn tuyệt đối. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là khối pin mà sau khi tôi đã đóng xong và kết nối với mạch thì mời quý vị xem lại một lượt. Đấy, rất là chắc chắn và rất là gọn. Thì quý vị lưu ý một chút này, sau khi mà đóng xong cái khối pin và vào mạch xong thì cái phần dưới cùng của mạch này thì nó phải nằm sát như thế này, thì khi chúng ta lắp vào vỏ thì nó mới không bị kênh. Rồi thì bây giờ tôi sẽ lắp khối pin này vào với vỏ. Đây. Đây, như quý vị nhìn thấy là sau khi lắp khối pin này xong thì tôi đặt vào vỏ là vừa y luôn. Không có một chỗ nào thừa mà cũng không có một chỗ nào kích cả. Đặt vào là vừa y chang luôn. Rồi thì bây giờ tôi sẽ chạy phần mềm là xong viên pin này. Thì viên pin này đang sử dụng chip BQ8030 và phần này thì nó đang ghi là Sanier. Thì tôi sẽ kiểm tra đầu 04. Đây rồi, viên pin này đã đọc điện áp ở đầu 04, như vậy là sử dụng chip 8030 và là mạch Sanier. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành nạp phần mềm. Đây rồi, tại đây thì tôi sẽ set dung lượng là 5800. Và sau khi chạy phần mềm cho viên pin này thì tôi được những thông số như sau. Thứ nhất là dung lượng đã là 5800 và sức khỏe của viên pin đã là 100%. Điện áp của 3 cặp sau pin thì đang rất là đều nhau. Bây giờ thì tôi sẽ xả thử. Đây rồi, thưa quý vị, như vậy là đã xả ok rồi nha. Bây giờ thì tôi sẽ sạc thử. Và đồng hồ báo như thế này thì cũng là sạc ok rồi. Đây cũng là viên pin mà hồi nãy tôi đã đóng xong. Thì mời quý vị xem là hai viên pin này tôi vào khối là y chang như nhau luôn. Đấy, từng cái băng dính và từng mối hàn đều giống hệt nhau. Trước đây thì tôi cũng đã thử nhiều cách, nhưng mà sau cùng thì đây là cách mà hợp lý nhất, chuẩn nhất. Còn nếu như bác nào mà có những cách hay hơn, tốt hơn thì mong rằng là các bác cho ý kiến. Và video của tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian qua đã theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của tôi. Và quý vị nào mà có pin laptop bị hư, bị hỏng, bị phồng hoặc là thời gian sử dụng ít thì quý vị hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại 0969 988 500. Tôi sẽ tư vấn. Và nếu như mà quý vị cần đóng pin lại thì quý vị hãy gửi cho tôi qua đường bưu điện. Tôi làm xong và tôi sẽ gửi lại cho quý vị. Rồi, hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Tạm biệt quý vị.